Xin chào tất cả mọi người, em báo giá một ít đồ loa âm thanh, nghe nhạc và hát karaoke. Như ở bên tay trái em là hai con súp điện của JBL dành cho thị trường xe hơi ráp tại bên nước Indo, JBL Bass 30 súp điện. Rồi ở phía bên dưới đây là cục nguồn kèm theo cho đánh cho súp điện này. Đó, ở những cái đường này là đường vô bằng 12V, khi mà mình động vô nó sẽ không giật anh em ha. Còn đường tín hiệu vô là dắp bông sen. Đây là nút volume. Còn đây là nút cắt tần số này. Đó. Đường vô mà dắp bông sen. Đó, khi mà con súp này bán cho thị trường xe hơi đó, họ sẽ không có xài cái cục này. Họ game trực tiếp bình 12V như đây luôn. Còn mà mình anh em nào mà xài cho gia đình, xài cho dàn karaoke của mình đó thì mình xài rồi, mình phải thông qua một cái cục nguồn này để mình xài. Đây là cái ổ điện, mình có thể game vô 220. Đã fit điện game 220 này. Có cái đường dây này, đường dây ra dành cho con súp này đó, khi mà em bán em sẽ kèm theo cục nguồn này luôn. Đó, JBL súp dành cho xe hơi ha, công suất maximum là 1200W, nhưng mà nó không tới đâu, nó chỉ tầm khoảng 300-400W là hết rồi đó. Khi mà để trong xe hơi nó đánh như vũ trường anh em ạ, đánh rất là hay, thậm chí là rung cả kiếng luôn. Rồi mình có thể chơi cho gia đình, mình xài cho hát karaoke về nghe nhạc trong phòng mà 30m² nổ lại là rất là hay ha. Nó đánh thậm chí là nó có thể chấp tất những con súp 5-6 triệu của những hãng khác như là Yamaha hay là Pioneer hay là JBL khác anh em ạ, đánh rất là hay và rất là sâu tiếng nha. Ở phía bên hông nó có một cái lỗ thông hơi này, đó, lỗ thông hơi của loa súp Bass 30. Như con súp JBL này em đang có hai con giống nhau, đều là công suất giống nhau và giá tiền cũng bằng nhau luôn, là 3.500.000 đồng cho một con. Bên đây là con e căng có 3 gạch màu đen và bên đây là e căng có 2 thanh inox màu bạc nha. Đó, hai con này đều khác cây căng nhưng mà bát với lại công suất đều như nhau. Đó, 3,5 triệu là kèm cả cục nguồn luôn à, anh em ạ. Kèm cục nguồn luôn ha. Hai con như nhau này, hát karaoke rất là hay. Bát đánh rất là sâu anh em. Là 3.500.000 đồng cho một con. Tiếp đến là cặp loa JBL Control 5 cũng đến từ bán xịn USA. Sử dụng một bát 16, bên trên là loa chép đôm màng titanium, cũng là một lỗ thông hơi nằm ở bên trong. Như em sẽ soi này, mặt trước, mặt trên và mặt đằng sau cũng đều đẹp cả. Đó, nó có cái logo JBL ha, màu đen và một cái tem chính hãng của JBL đây. Đó, tem 7 màu anh em nha, tem chống hàng giả. Rồi mã số này. Đó, mã số của JBL này. Như cặp Control 5 này em đang có, cũng như là mới về thêm khoảng 3 đôi nữa. Đẹp như nhau luôn anh em ạ. Hiện tại em chỉ lên sắm một đôi thôi. Rồi em sẽ bóc cái căng ra. Đó, cái căng của loa này tương đối là khá mới, khá đẹp. Và loa bát, loa chép đều còn nguyên zin hết anh em. Hàng bao sống bao xài ha. Đó, cái càng này nó hơi dính một chút. Đây, đây là loa bát bên trong này. Bát 16, loa chép đôm màng titanium hình kim cương. Lỗ thông hơi nằm ở bên trên, phía bên tay trái. Đây là những dòng loa này. Mình có thể hát karaoke, hỗ trợ lời cho bát 20 đến loa bát 30 đổ lại. Hoặc là mình có thể treo xài treo trong phòng hay là treo cho quán cà phê đó anh em, treo ngoài chơi được nha, bởi vì nó là bằng mũ ABS loại cao cấp của hãng đây. Đó, bát 16 chép đôm rất đẹp này, màng titan ha. Đó, hai loại chép đẹp như nhau luôn. Loa bát này, đó, bát đẹp cả anh em nha. Đó, loa bát 16 như cặp loa JBL này bên em đang bán giá 3.300.000 đồng cho một đôi, hàng xịn của Mỹ nồi, Mỹ xịn anh em nha, nghe rất là hay, đặc biệt là tiếng chép titanium đánh rất là bén anh em. Rồi 3.500.000 một đôi ạ. À 3.300.000 đồng cho một đôi anh em nha. Rồi tiếp đến là hai đôi loa EV dạng trứng. Như đôi loa này là loa 6.2 và đôi loa nhỏ này là loa 4.2 là model của loa. Như 6.2 này được sử dụng hai loa bát 16 và một loa chép đôm màng trắng ở phía dưới anh em. Đó, bên dưới cũng vậy ha. Như cái cặp loa 6.2 này em cũng cập bến khoảng 4 đến 5 đôi nữa. Còn 4-5 đôi nữa, còn loa 6-4.2 là chỉ có một đôi thôi, sử dụng là hai loa bát 13. Đó, hai loa 13 và một loa chép đôm màng nhôm ở bên dưới. Cấu hình của hai loa này đều giống nhau, nó chỉ khác một kích thước bát to và bát nhỏ thôi anh em. Phía bên trên là một cái logo EV này. Đó, logo EV còn đầy đủ nha. Rồi mặt sau đây. Đó, nhưng mặt sau là cặp 4.2 là nó có cái bát treo tường. Đây, cái bát treo tường đây. Như thế này đây ha. Double đen này, EV 4.2 và đường vô bằng jack những cái chân
thỏ ra như thế này. Nhưng mà khi anh em mua đó, em sẽ hàn hai cọng dây điện cho nó thỏ ra ngoài để cho anh em nối vô nha. Bởi vì cái jack này là jack nó xài bằng cái jack gài ghim đó anh em, nên khi mà về hàn bên kia về nó sẽ không có jack này. Đâm ra mình phải hàn hai cái dây điện chọi chìa ra để mình nối cái dây điện mình vô ha. Cái căng đầy đủ này, đã 6.2 và 4.2. Còn cặp là 6.2 này, EV 6.2. Đó, mặt sau mặt trước đều đẹp cả và nó cũng xài cái jack y chang là cái hàng này luôn. Hai cái jack này đều y như nhau. Đó, đây là jack EV trứng ha. Như cái cặp mà 6.2 này là giá 3.800.000 đồng, em đang có khoảng 4 đến 5 cặp này. Còn 4.2 là giá 2.800.000 đồng cho một đôi. Tất cả đều là hàng nguyên zin, hàng xịn và hàng bao sóng bao xài cho anh em 100%. Nó mình có để hát karaoke cho cái phòng thằng 6.2 này, hát karaoke kèm theo chờ đợi cho lo bát 20 đến lo bát 30 rất là ổn nha. Còn 4.2 mình treo quán cà phê là hết sảy luôn, hoặc là ngay trong phòng nhỏ nhỏ đó anh em, treo tường lên hát nghe nhạc rất là bén anh em ạ. Đó, 6.2 là 3.8 và 4.2 là 2.800.000 đồng cho một đôi. Và đôi loa BMB hàng bãi của Nhật xịn, model là 350V, sử dụng là hai loa chép hai bên và loa bát 20 nằm ở phía dưới. Tình trạng là hàng zin nha, nhưng mà cái gân đã bị mục rồi, em đã thay gân màu đỏ vô, nhìn giống như là loa của sạc pin Vega vậy. BMB này có một cái tem chính hãng của loa đây, đó, chính hãng của Nhật ha, BMB. Và trên màn loa có in một cái logo màu trắng lên kèm với lại rốn loa, đều là hàng nguyên zin nguyên xịt cả. Rồi đến loa chép này, chép cũng còn nguyên zin nha anh em ha. Đó, loa bát đây, BMB này. Còn đầy đủ cái căng luôn, cái căng em đã tháo ra và đã dọn dẹp lại rồi, sơn sửa lại. Ở phía sau của loa đây, có model là BMB CS350V 8 ohm, công suất là 300W maximum cho một loa đến từ bãi Nhật, BMB Japan, hàng Nhật nòi Nhật xịn anh em ha. Đây là cái tem chính hãng của BMB này. Đó, phía dưới cũng vậy. Nó con này có tem đây mà bị rớt ra ngoài đấy anh em ha. Này, BMB 350V. Đó. 300W cho một loa, trở kháng là 8 ohm, hàng Nhật nòi. Như cặp BMB này, bên em đang bán giá 3.000.000 đồng cho một đôi. Nó xài cụ từ kép giống như là cụ từ của BMB 252 vậy, hoặc là BMB 300V. Đó, những cái loại này nó xài cụ giống nhau nha, cũng là từ kép và côn tương đối là khá lớn, hát karaoke chủ đoạn tốt anh em ạ. Rồi giá là 3.000.000 đồng cho một đôi BMB 350V đến từ Nhật Bản này. Cũng là loa Nhật tiết Rodeo, cấu hình là hai loa chép và một loa bát 20. Đó, cấu hình y chang là hàng BMB luôn, giống từ loa bát đến loa chép. Loa bát cũng tương tự giống nha, nó xài cổ từ kép, từ đôi, côn lớn và công suất cũng lớn nữa, chủ đoạn tốt lắm. Nó xài là chạy hai loa chép ha, hai loa chép của Nhật hết, giống như là tương tự như là những dòng này. Đó, em đang có khoảng 3 đến 4 đôi Rodeo này, em vừa cập bến thêm. Nó bát 20 và hai loa chép, em cũng thay gân màu đỏ vô để cho thêm đẹp và nó nhìn nó đều giống như là cái loa của sạc pin Vega đó anh em. Rồi ở phía sau này, có model là Rodeo KSP 310, công suất là 250W, trở kháng là 8 ohm. Cũng đến từ Mayan, Nhật Bản, Japan này. Nó cũng là hàng Nhật nòi anh em ha. Em đã có hai đôi đẹp và đều nguyên zin nguyên xịn như nhau. Đó, như dòng loa này anh em có thể hát karaoke rất tốt, chịu đòn rất là ok ha, khỏe lắm. Và cặp Rodeo này bên em bán với giá là 2.800.000 đồng cho một đôi. Cấu hình như là BMB, nó chỉ là không thương hiệu bằng thôi, nhưng mà cấu hình và sức mạnh đều y chang nhau. Đó, giá là 2.800.000 đồng cho một đôi, em đã có hai đôi giống nhau. Những cái chỗ này bị móp này, bắt đầu em sẽ đập nó ra ha, bởi vì trong vận chuyển anh em nó sẽ bị móp một chút. Đó, hầu như cặp nào cũng móp hết, về khoảng 4 đến 5 cặp. Cặp này cũng móc một chút ở cái chép anh em ạ. Đó là cái lưới thôi. Còn này căng đẹp và vỏ thùng có còn ok, còn đẹp nha. Rồi 2.800.000 đồng cho một đôi ạ. Và cuối cùng đó là đôi loa C-Max CSP nằm đây. Đó, đây là một cái tên của hãng ha, CSP này, và một cái logo chữ C Made in USA nằm trên cái lô mũi của loa bass 30 luôn. Đó, rồi màng giấy gân vải lụa được tẩm dầu và nó được trang bị thêm một cái màu đỏ đậm anh em ha, nhìn rất là sang trọng luôn. Bass 30 hiệu CSP đến từ bãi USA. Đó, đây là hàng hãng ha, hàng xịn ha, chứ không phải là em tự vẽ em tự in đâu anh em ạ. Đó, đây là hàng xịn của hãng, họ in vô. Rồi gân loa màu đỏ được tẩm dầu nữa anh em,
màng lụa nha. Ở phía bên trên là loa chép kèn này, nó con chép này nó kêu rất là hỗn anh em, cực kỳ to luôn, mình có thể hát karaoke gia đình trong phòng trọ cũng được, hoặc là trong phòng khoảng 25 đến 30 mét vuông đổ lại là hát rất là hay rồi. Ở phía dưới là lỗ thông hơi hình chữ nhật này, hai bên đều như nhau và kèm theo những chiếc e căng của loa đây cũng còn đẹp lắm, CSP này, màu vàng đồng ha, màu vàng đồng. Rồi loa tất cả đều đẹp cả, đẹp cả từ mặt trước, từ các tuyến loa và các lớp lớp nỉ của loa đây cũng còn đẹp lắm anh em. Phía sau này đó, phía sau đây ha, có model là E20, công suất 150W cho một loa, trở kháng là 8 ohm, sản xuất tại bên Made in USA, dòng xịn nòi của bên Mỹ. Nó chỉ là không hiệu lắm thôi, nhưng mà được chất là cái chất loa nó rất là hay và giá tiền cũng vừa phải anh em, 150W một loa và trở kháng là 8 ohm. Dòng loa này nếu như mà maximum nó tầm khoảng 250 đến 300W cho một loa anh em ạ, còn 150W một loa là trung bình đầu vào thôi. Đó, như cặp loa này bên em đang bán với giá là 6.500.000 đồng cho một đôi bass 30 loa chép kèm bên trên. Đó, hát karaoke hay hơn, chụp tầm tiền nhiều, hoặc là nó có thể là chấp tất cả các loại loa bốt 3 là 1 luôn, kể cả series 3, đánh không là hàng này đâu, hàng này đánh tiếng rất là to và nó rõ tiếng, nó to tiếng anh em ha. Đó, rồi giá là 6.500.000 đồng cho một đôi e căng còn đầy đủ và các tuyến loa bass loa chép đều nguyên zin, hàng xịn và hàng đẹp như trong video này. Rồi, và vừa kênh em vừa lên sóng một ít đồ hát karaoke, anh em quan tâm đến mặt hàng nào xin liên hệ cho em qua số điện thoại 0966 812 781, em ship hàng toàn quốc ạ. Và em xin cảm ơn, xin chào tạm biệt.